Chào mừng các bạn đến với kênh Vương Quốc Thịnh. Các bạn thân mến, hôm nay Quốc Thịnh mời các bạn, anh chị, bà con đã từng sống ở thành phố Sa Đéc về đây xem cái khung cảnh Sa Đéc lúc có dịch Covid-19. Và trước khi cái thành phố Sa Đéc chưa có dịch bệnh Covid-19 xảy ra, trên đường cái Trần Hưng Đạo ngày nào hôm nay, trước kia gọi là đường Tống Phước Hòa, ngay cái ngã tư Lãnh Nam, ngày nào có gì thay đổi? Tiện thể Quốc Thịnh mời các bạn, anh chị, bà con vào chợ Sa Đéc, hay còn gọi là chợ 3 giờ, bán trái cây đủ loại mà Quốc Thịnh ghi lại được, và cái gian hàng ăn uống cùng với Quốc Thịnh nhé. Đây là cái chợ cá nhóm mỗi ngày gần cái cầu Nhà Thờ, hay còn gọi là cầu Hòa Khánh đó các bạn, của thành phố Sa Đéc. Quyết định quay vào một cái buổi chiều, cũng khoảng 5 giờ chiều đó nha các bạn, cho nên cái ánh sáng nó không có được theo ý mình. Mong nghe cả nhà, các bạn, bà con, anh chị thông cảm cho Quyết định. Quyết định đang đứng từ trên cái cầu Nhà Thờ, cầu Hòa Khánh, quay cho các bạn xem từ trên cao quay xuống đó. Và các bạn thân mến, cái khu này hồi xưa dưới dãy với mấy sông đó là một cái căn nhiều nhà lắm, nay bị giải tỏa hết. Và trên cái bên tay trái của mình đó là những cái lò ấp phục dịch, rồi khu này là dính từ Hồng Nhật rồi đó. Có. Chào anh Rìa, chúc tôi tại Việt Nam. Đúng rồi, đó. Đó. Chúc anh sức khỏe. Đó. Anh Rìa nhớ ai không? Nhớ chứ, nhớ dài lắm. Giờ chứ cũng ghé đây á. Thôi chừng nào hết Covid về Việt Nam. Chào anh Rìa cái. Đó là nhìn về hướng là cầu Cái Sơn 2 đó các bạn, đường Trần Hưng Đạo. Cái chỗ này là ngã tư Lãnh Nam ngày nào đó. Quốc Thịnh đang đi về hướng chợ thực phẩm, bán thịt, cá, bún, những cái đồ khô đó các bạn. Đây là chợ, trước mặt mình là chợ thực phẩm đó, chợ thịt heo, thịt bò, trao tương trao rồi đó nha các bạn, bên tay trái của mình á. Các bạn thân mến, đây là cái góc đình trái cũ hồi xưa, nay là ban quản lý chợ thành phố Sa Đéc làm nên những cái quầy thức bán thức ăn sáng, thức ăn nhanh rồi ngay khu vực này các bạn. Đây là địa điểm cũ của đình trái đó. Thank you.
À, các bạn thân mến, Quốc Thịnh đang chạy trên cái đường Trần Hưng Đạo về hướng cầu Nhà Thơ, hay còn gọi là cầu Khánh, là trước mặt mình đó nha các bạn. Và Quốc Thịnh chuẩn bị rẽ phải về cái chợ Sa Đéc. Đây là cái mặt phía nam của thành phố Sa Đéc đó, chợ Sa Đéc. Và Quốc Thịnh mời các bạn vào chợ bán trái cây, chợ 3 giờ. Nếu mà những ngày thường á thì chợ bán lúc 3 giờ chiều, cho nên người ta hay gọi là chợ trái cây, chợ 3 giờ. Còn những ngày rằm, những ngày 30 thì người ta bán được suốt ngày từ sáng tới chiều tối nha các bạn. Nếu mà các bạn có đến thành phố Sa Đéc, nhớ ghé chợ này mua đủ loại trái cây theo mùa, và rất là nhiều chủng loại, nhiều loại trái cây đặc sản nha. Quýt này có giá không? 15.000 ký. Trời ơi, chết rồi. 15.000 ký. Tết trả 30 không bán, giờ bán 15.000 ký nổi. Bán không nổi luôn. Bán được. Quá chẳng có người mua. Quýt. Tết trả 30.000 ký. Các bạn thân mến, cái những mặt hàng mà trên chợ trái cây này Quốc Thịnh không thể nào mà hỏi từng mặt hàng được. Mong các bạn thông cảm vì cái người mua bán trái cây rất là tinh nhị đoan, không có được hỏi mà không có mua nha các bạn. Quýt này 15.000 ký nha các bạn. Hồi Tết thì 30 không bán. 30 không bán. Mình tính nè, mình tính cỡ nhiêu được. Cả 40 mà 42 trở lại mình bán. Tại vì trước Tết là nó bỏ cọc là 36.000 rồi. Rồi sau tới dịch chỗ đậu nghỉ bỏ cọc luôn, không bẻ trái nào luôn, mấy công luôn bỏ. Chắc chu có 10.000 hả cô? Rẻ dữ rồi trời. Quá trời. Có xài thơm không? Thơm nhiêu ký? Thơm 10.000, 15.000, 25.000.
Cơm chưa cô? Cái 15. Cái này nhiêu? 15. Còn cái này? 10. Bán đỡ gì sao? Đây chắc chuồng. À, trước mặt mình là đu đủ nhật da xanh đó nha các bạn, da là xanh nhưng mà phía trong nó cái màu đỏ rất là thấy thèm. Đu đủ nhật nó cỡ tầm 20-25 ngàn đồng một ký thôi nha. Bưởi da xanh đây. Quá ngon. Quá trời ngon luôn. Cái này già chát luôn. Vậy là nhầm nhiêu ký cô? Dạ 40 ngàn. 40. Chưa ngọt ngọt. Cho nó không có ngọt như da xanh đâu. Ở trước mặt mình là mận xanh giang người và mận An Phước rất là ngon nha các bạn. Nó chở tầm 20-25 ngàn đồng một ký thôi chứ nó không có hơn nha các bạn. Các bạn thân mến, video của Quốc Thịnh nói về thành phố Sa Đéc sau giờ trước
khi có dịch bệnh COVID-19 đến đây xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Một lần nữa, Quốc Thịnh xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem hết video này của Quốc Thịnh. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.